bài hát nào đã được tạo nên từ những câu đố vui và những tờ bích báo của trẻ em. Nhạc sĩ Phong Nhã được ca ngợi bằng rất nhiều danh xưng khác nhau như nhạc sĩ của tuổi thơ, người viết biên niên sử đội bằng âm nhạc, hay như cách nói dí dỏm của nhạc sĩ Nguyễn Thị Kha, đó là cụ đội ca, đã ca ngợi tài năng của người nhạc sĩ này. Hơn 250 ca khúc là khối lượng tài sản khổng lồ mà ông để lại cho tuổi thơ Việt Nam, trong đó ca khúc thứ 3 trong sự nghiệp của ông đã để lại nhiều dấu ấn đối với người dân Việt Nam, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình Lộng Gió, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chứng kiến giây phút thiêng liêng đó, trong đầu của anh phụ trách thiếu nhi Phong Nhã đã vang lên những giai điệu đầu tiên. Từ những câu đố vui với các em về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ đã trở thành những câu hát đầu tiên rất thú vị, rất ý nghĩa, được vang lên tới 4 lần trong bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng. Trong cuốn hồi ký của mình, nhạc sĩ Phong Nhã cũng đã tự nhận rằng mình là một nhạc sĩ bạo phổi, bởi ông đã dám mô tả Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một bài hát, điều mà trước đây chưa có ai dám thực hiện. Từ những lời của trẻ em mô tả về Bác trong tờ bích báo chống ếch của đội đã trở thành những câu hát tiếp theo rất chân thực, giản dị và gần gũi. Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh. Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài. Bác chúng em nước da nâu, vì sương gió. Bác chúng em thể cương quyết, cha thu nhà. Có thể nói, bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng có một vị trí rất quan trọng, đặc biệt khi bài hát đã tái hiện được hình ảnh của một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc luôn sống mãi trong ký ức của rất nhiều thế hệ người lớn và trẻ em Việt Nam. Hãy tiếp tục khám phá thế giới tuổi thơ cùng với Be A Kite.